I believe that you have ever tried this one before. Cái này thì nhiều người chưa có từng ăn. Cái chúa mà Trang mở hành này ha. Bây giờ mời bà con thử với mình cái món dân giả này. Thì người nào có ăn rồi thì làm lại ăn để tưởng nhớ tuổi thơ. Ở Việt Nam thì cái món này, chuối mà Trang mỡ hành này nè, ăn rất là ngon, rất là thơm. Mình ăn ở quán lề đường. Nếu sống ở bên Mỹ thì chưa từng ăn. Bảo đảm quý vị chưa từng ăn cái món này. Thì chưa từng ăn thì món này rất đơn giản. Mình làm, và bữa nào mình làm mình ăn với gia đình thì rất là vui. I believe that your family will be very happy to try this one. It's awesome. Hi friends, this is a air fryer. I will check out what we can do with this air fryer. Thưa quý vị, đây là cái máy air fryer mình mới vừa lấy về từ Walmart. Thì để mình coi là mình sẽ nấu như thế nào với cái máy này. Giờ thì mình lấy ra cái này, cái phần trong này. Now inside, we look inside. So this one they have the something like the pan and the heat. It's like a bit hair dryer. Cái này nó thiết kế giống như cái máy sấy tóc mà công suất lớn ha quý vị. Cái này mình lấy ra thì mình lấy ra rồi cái này nó có phần nhựa nè. Now you see the lattice, we should take this one out. Maybe it's okay for you, but for self, I don't like the lattice in the heat, so I should take this one out. It's okay with me. Giờ mình lấy bốn cái này ra rồi thì cái này mình bỏ lại, thì cái này mình lắp lại. Nó hơi rộng chút nhưng mà ok. It's for self, I don't like the lactate in the it's meat with the food, so it's not too good. Now we wash this. Bây giờ chúng ta rửa cái lòng ha. Tại vì lúc mà nó làm á, nó có thể là những cái quá chất nó chưa lấy ra hết. It's some chemical, it's not clean yet, so we should wash it. Now let's try with the screen roll. Bây giờ mình thử với chả giò ha. Cái này chiên không cần dầu thì chả giò ăn như thế nào? Now we don't need the oil to check it out. Now we put in here. So with the we need the fry for the this one, and we don't need that one. We need about 9 minutes. Now it's done. Quý vị nghe không? Cái tiếng nó không có lớn không ha? Cái tiếng máy quạt á. The pan is not cloud. Bây giờ mình trở về. Quý vị thấy không? Now you see, it smells very good. So now we
be careful, it's so hot. So we giờ chúng ta sẽ đổi cái chiều của nó, đổi cái bệ nó lại. Now we turn the side on Billy. So now we just put it back and more about 6 minutes. So that's on. Now we take the Isgoy out. You see, Isgoy is look very awesome. It's cool down. So we take it out. Quý vị thấy không? Cái chảo giò này nó rất là giòn ha. Cái phần này nó hơi cháy chút nhưng mà nè, rất là giòn, rất là đều, mà không có dầu nữa, rất là ngon. Bây giờ chúng ta thấy không? Now we see, we check. It's cooked very well, huh? And it's very crispy. Cái này nó rất là giòn, thấy quý vị? Mình ăn. Ăn này quen với liền. Tại vì lúc mình ăn đó, mình không có bị nóng trong mình. Tại vì mình ăn đại, mình ăn nhiều dầu quá sẽ bị nóng. Còn ăn này là mình thấy rất là khỏe. Ăn cái it's very healthy because we don't use oil to cook. So you will like it. Let's see the color. It's very well done. Trong lúc chờ đợi thì bây giờ mình xắt khoai. Đây khoai này. Bây giờ mình nướng thử khoai này luôn. Gọt khoai luôn. Giờ thì mình cắt khúc nhuyễn gì ha. It's a bit bigger because the air will be drier than if we use oil, so it's be drier than oil. So this one good like this for the next step. Mình xong phần khoai cao hả vậy? Cái này để thử với khoai cao. Tới phần nướng khoai cao. Now we next is a taco. So taco we do the same. So this is 9 minutes with 400 degrees. Now the taco finished. Now we just turn the taco. Cái này giờ mình đổi bề ha. Mình chuyển taco. Mình đổi cái bề nó lại. On turn. Giờ mình trở bề xong ha. Giờ mình we ask for about more than 3 minutes more. Nó kêu bỏ thức ăn vô mà mình bỏ rồi. Này nó kêu chở bề thức ăn nhưng mà mình đã chở rồi, không cần. It's done. Be careful with the heat ha. Cái này nguội quý vị mới đụng tay vô ha quý vị. Be careful with the heat, it will touch it when it's cooled down. This one is very good, you see. And you see it's very crispy. And it's very good. Cái gì thấy không? Nó rất là giòn và nó rất là ngon. Nó rất là ngon. Giòn.
Nó béo. It tastes really good. It's very delicious. Còn đây là món thứ ba là chuối. Now this is the number 3. The banana. So we try with this kind of banana. Bây giờ mình xong phần chuối cho cái chuối nướng mỡ hành. Now I just finished for the banana, for the pork belly, onion, banana. So we have 3 kind of snack today. Giờ mình sắc hành cho phần mỡ hành. This onion. Green onion. Cái này hành lá hay cái gì? Cái này giờ chúng ta có gạch thịt ta gọi đã làm sẵn, bây giờ chúng ta cắt mỏng ra hay cái gì. Now we slide the pork belly. Giờ mình cắt nhuyễn như vậy ha, cái gì. Now we cut small like this. As small as possible. Put on the back. We add about 1/2 gram sea salt. Mình bỏ khoảng 1/2 gram muối hay cái gì. Thì mình trộn cho đều. Cái này mình không có mỡ cho mình làm bằng cái này thay cho mỡ. Mình bỏ vô là nướng. Now we add to the cover the onion, right? Because air fryer can burn the onion, so we cover on the top. Cover like this. Quý vị chúng ta bỏ lên trên ha quý vị. Cho nó mỡ nó sẽ chảy ra, nó sẽ ở trên. Now we cover where is it little soul. Chỏ thêm chút muối ha, thì giờ là đủ rồi. This may really like this one, banana. Real banana. We put it in. Cái món này là rất là khoái khẩu lúc mình còn nhỏ ha. Cái món này rất là ngon. Để xem. 9 minutes for this one. Giờ mình lấy ra. Now we take it out. Chuối thì nóng rất là đều ha. Bây giờ mình trở về nó. Now we thin. Xong mình để lại. Now we put it back. Continue with 5 minutes. It's done. Yeah, we take it out. Rất là vàng, rất là ngon ha bà con. Vậy rất là ngon. Chuối nướng. The banana is very good. This is when I was young, it's my delicious food. When we don't have a junk food, so we just eat
The banana like this is the childhood. It's traditional food in Southeast Asian. Cái này cái món khoái khẩu ha, thời lúc mà nhỏ ha. Những món này tới lớn ăn vẫn còn ngon. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Now we make the pork belly. We cook the pork belly with oil. Giờ mình làm mỡ hành ha quý vị. Mỡ hành thì mình làm với bacon thì cỡ 375 độ F thôi. This is just we make with bacon, so this one 6 minutes. 6 phút là. Giờ chúng ta cán mỏng ra. This one simple, but not many people tries in dialect in their lifetime with this food. It's really delicious. This is traditional food for the kids in the past. Cái này cái món ăn rất là bình dân ở người miền Nam ha. Cái này ăn rất là ngon. Mà trẻ em ngày xưa ở nông thôn á, ở thành thị thì họ bán lề đường á, ăn cũng rất là ngon. Và ở nông thôn thì mình có thể tự làm, mình hái chuối mình nướng, nhưng mà nó không có đều như vậy như cái này. You know the taco fried like this and banana can help me to give you to lose weight about 7 pounds. Mình mất khoảng 5 ký, mình ăn kiêng với cái mấy cái món này quý vị, giúp mình dễ giảm cân, dễ mau no á. Mình thấy no mình ngưng á, mình không ăn thêm nữa thì mình giảm cân mà mình bỏ bữa. I skip the meal in terms of eat this one, so I can lost my way very fast. Done. So check it out. Oh, you see, mỡ hành. Bây giờ chúng ta trộn lại đều ha. Cái này. Smell so good. Cái này mỡ hành bây giờ nó sắc xuống rồi, bây giờ mình trộn lên. Now we need more about 5 minutes. Bacon. Cái này mình thêm 5 phút nữa hả quý vị? Tăng lăng tăng tăng. Done. Oh, it's so awesome. Mỡ hành. Cái này mỡ hành của mình. Awesome. Not enough fast, so we need about 2 more minutes. Cái này mình cần thêm 2 phút nữa hay gì để cho nó ra thêm mỡ. We want to collect more fast. So 3 more minutes, 2 more minutes. Done. You hear something? Awesome. Cái gì nghe tiếng gì không? Quá ngon. Đều hết rồi. Now it's well done. I believe that you have ever tried this one before. Cái này thì nhiều người chưa có từng ăn. Cái chúa mà trang mỡ hành này ha. Bây giờ mời bà con thử với mình cái món dân dã này. Thì người nào có ăn rồi thì làm lại ăn để tưởng nhớ tuổi thơ. Ở Việt Nam thì cái món này, chuối mà trang mỡ hành này nè, ăn rất là ngon, rất là thơm. Mình ăn ở quán lề đường.
Nếu sống ở bên Mỹ thì chưa từng ăn. Bảo đảm quý vị chưa từng ăn cái món này. Thì chưa từng ăn thì món này rất đơn giản. Mình làm. Và bữa nào mình làm mình ăn với gia đình thì rất là vui. I believe that your family will be very happy to try this one. It's awesome. Awesome. It's so beautiful. Banana with pork belly onion. Giờ mình ăn thử. Cái này. Mời quý vị. Do you see this? It's awesome. It looks beautiful, right? Ngon. I think you should try this one. You have to eat this one. I believe so. It's awesome. Ngon lắm quý vị. Làm thử ăn đãi gia đình. Có béo, có mỡ, thơm của hành và ngọt của chuối. Quá ngon. Quý vị muốn thử cái ăn mới và nhấn nút subscribe để xem nhiều món ăn mới của dân dã miền Nam. You support me by regular surprise man. So I will give you more surprise food like this. Rồi, ngon quá. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Ngon quá. Mỡ béo.